Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành cài đặt cái WordPress trước. Thì trước tiên á, khi mà cài đặt WordPress thì các bạn sẽ vào trong cái website chính thức của WordPress ha, là wordpress.org. Rồi khi chúng ta vào đây á thì chúng ta sẽ get WordPress là download rồi. Thì bản chất WordPress nó là một cái mã nguồn. Toàn bộ nó sẽ cho mình download là toàn bộ cái mã nguồn dưới dạng file PHP, toàn bộ các website, tại vì bản chất của web là một cái website thì nó đã code sẵn cho chúng ta, xây dựng sẵn cho chúng ta rất là nhiều về các thành phần trang web. Thì bản chất chúng ta chỉ cần chỉnh sửa cấu hình. Rồi biết cách sử dụng thì chúng ta đã tạo ra một website hoàn chỉnh, tại vì họ đã dựng sẵn các khung sườn, các biểu mẫu hết cho chúng ta rồi. Và như vậy thì chúng ta sẽ tìm đến cái nút download này. Thì đây là WordPress phiên bản 5.7.2 rồi ha. Thì WordPress hay cập nhật cái phiên bản mới, chúng ta có thể mỗi tháng có thể vào trong website này để xem là chúng ta có cái cập nhật mới nào. Rồi sau khi mà các bạn download xong á thì các bạn sẽ thấy một cái file nén. Đây là cái file nén WordPress mà chúng ta đã tải từ cái website wordpress.org về. Thì nó là 5.7.2. Và lúc này thì chúng ta sẽ bắt đầu giải nén file này ra. OK, khi mà giải nén xong á, thì chúng ta có cái tên thư mục giống như vậy đúng không? Và bây giờ thì chúng ta vào trong cái thư mục đó, chúng ta đưa cái thư mục này ra ngoài, tại vì cái thư mục này nó lại nằm bên ngoài, bao quanh cái thư mục WordPress. Thì bản chất WordPress, chúng ta vào chúng ta thấy đây là cấu trúc của nó. Thì khi mà chúng ta vào á, bản chất mà chúng ta thấy là nó là những cái file PHP, là file web, toàn bộ nó là mã nguồn PHP hết. Thì chúng ta cần cái website này nè, cho nên chúng ta sẽ lấy nó làm một cái web web root ha, của dự án WordPress luôn. Thì chúng ta đưa nó ra ngoài, tôi cắt nó và tôi dán nó ra ngoài. Dĩ nhiên là nó phải nằm trong thư mục WordPress web rồi, tại vì chúng ta đang sử dụng cái web Aperture trên môi trường Windows đúng không ạ. Rồi thì bây giờ cái thư mục này bây giờ nó sẽ bên trong nó không có gì hết, thì mình xóa đi, mình không cần dùng tới nó nữa. Rồi thì bản chất thì bây giờ khi mà mình chạy á, mình sẽ chạy bằng đường dẫn localhost đúng không? Localhost, sau đó mình sẽ gõ đến cái thư mục, tên thư mục gốc WordPress của mình. Đó, mình sẽ gõ như thế này là nó sẽ chạy đến cái trang chủ của nó. Nên là đợi. Rồi đây là trang mà khi mà chúng ta gõ cái thư mục web gốc, thì lúc này nó sẽ ra cái giao diện đầu tiên cho mình, là cái giao diện cài đặt cấu hình để chạy cái website WordPress này. Thì ở đây nó sẽ cho chúng ta chọn ngôn ngữ. Thì các bạn muốn chọn ngôn ngữ tiếng Anh hay tiếng Việt thì tùy, ở đây tôi chọn tiếng Anh. Rồi sau đó đó, đây là cái bước để mà chúng ta cấu hình cho cái WordPress này. Nó sẽ cài đặt trên cái hệ quản trị cơ sở liệu MySQL của mình, một cái cơ sở liệu mà nó dùng. Vì bản chất chúng ta biết là một cái website mà muốn chạy lưu trữ được dữ liệu bền vững thì bắt buộc phải có cơ sở liệu. Và đối với PHP thì nó sẽ thường đi cặp với lại hệ quản trị cơ sở liệu là MySQL. Thì ở đây á, chúng ta sẽ cần phải cho nó những cái thông tin cấu hình để nó có thể truy cập vào cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu PHP Admin của mình. Thì cái này rất là rõ rồi. Ở đây á là thường thì mình đặt cái tên cơ sở liệu là WordPress luôn. Rồi username á thì chính là cái PHP Admin của mình vào như thế nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái đồ sẽ sử dụng cái username account đó. Nhưng mà ở đây á, do là chúng ta đang thực tập thử nghiệm thì chúng ta lấy cái tài khoản là tài khoản root, là tài khoản cao nhất
Còn bình thường thì người ta sẽ không không cấp cái tài khoản root này đâu, người ta sẽ cấp cái một cái tài khoản có phân quyền thấp hơn. Thì thường cái tài khoản root thì mặc định của MySQL trong cái phiên bản cài đặt này thì nó là password là rỗng. Rồi database của chúng ta là localhost, thì cái này giống như cái chuỗi kết nối connection string mà các bạn code khi mà kết nối từ website mình tới cái cơ sở liệu MySQL đó, thì nó sẽ giống tương tự như vậy. Database name của mình thì ở đây do chúng ta cũng không cần quan tâm lắm, tại vì chúng ta ở đây là theo hướng dẫn là nó sẽ tự tạo cái database này cho chúng ta. Thì chúng ta nhấn submit. Ở đây có một cái là table, thì nó có những cái tiếp đồng ngữ này, có nghĩa trong database này thì khi mà MySQL nó tạo ra những cái bảng á, thì các bảng của nó đều có cái tiếp đồng ngữ là WP rồi gạch nối dưới. Sau đó chúng ta nhấn submit. Rồi. Đa phần là tới bước này là chúng ta bị đều lỗi hết. Thì ở đây nó cũng có cho chúng ta biết là nếu như mà các bạn mở cái WordPress của chúng ta lên, chúng ta đọc cái bảng README này nè, thì chúng ta sẽ thấy một điều đó, là trong quá trình install này khả năng sẽ bị lỗi. Và nếu mà chúng ta bị lỗi đó, thì chúng ta sẽ giải quyết bằng cách là chúng ta phải sửa trong cái tập tin wconfig sample bp này. Đó. Thì trong trong cái này chúng ta sẽ mở bằng WordPress hay là mở bằng Rackage hay là bất kỳ một cái trình soạn thảo bằng text editor nào cũng được. Tại vì bản chất nó là thuần 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 text thôi. Thì chúng ta sửa lại cái thông tin cấu hình cơ sở liệu chúng ta là được. Ok. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm cái chuyện này. Ở đây chúng ta sẽ vào trong cái thư mục xin lỗi, chúng ta sẽ đi tìm cái file là đây. wp-config.sample và chúng ta sẽ mở cái file này bằng cái Rackage cho nó dễ nhìn. Rồi đây là cái file mà wconfig mà chúng ta cần phải mở lên để cấu hình ở trong file này. Thì thứ nhất á, là cái tên cơ sở liệu chúng ta nằm ở đây. Thì ở đây chúng ta đặt tên cho cơ sở liệu của chúng ta là WordPress, thì chúng ta có thể gõ chữ WordPress. Rồi, cái chỗ này á, là cái tài khoản nè. Thì tài khoản đây chúng ta nói là root, thì chúng ta sẽ để là root. Kế tiếp, ở đây password chúng ta để rỗng, thì chúng ta xóa đi. Thì cái này nó sẽ rất là giống cái chuỗi connection string mà chúng ta đã làm trước đó. Thì chúng ta hãy dựa cái thông tin này chúng ta làm ha. Host chính là localhost, hãy copy rồi chúng ta qua đây localhost đây rồi, sẵn rồi. Rồi tất cả những cái thông tin này thì chúng ta để mặc định không còn gì cả, thì bây giờ chúng ta sẽ lưu lại. Rồi sau khi lưu lại thì chúng ta sẽ lại mở tiếp tục cái database của chúng ta, xin lỗi, mở cái WordPress của chúng ta chạy lại. Rồi Rồi, ở đây nó vẫn báo lỗi là do chúng ta vẫn chưa kết nối được. Lý do là chúng ta chưa có tạo ra cái cơ sở liệu tên WordPress. Thì lần này chúng ta cần phải, để thực hiện theo cái cấu hình hồi nãy á, thì chúng ta cần phải tạo ra cái cơ sở liệu WordPress trước rồi mới thực hiện được. Thì chúng ta sẽ đăng nhập vào localhost để sử dụng cái bkmyadmin. Đây. Rồi, sau đó chúng ta sẽ tạo một cái cơ sở liệu mới tên là WordPress. Rồi, chúng ta sẽ tạo nhé. Ok, sau khi chúng ta tạo xong thì giờ chúng ta sẽ quay lại trang này. Sẽ tiến hành cài đặt lại. Rồi, thì lúc này á là chúng ta đã
cấu hình kết nối được với lại cơ hệ quản trị cơ sở liệu MySQL trên cái cơ sở liệu REST rồi, thì các bạn có thể xem nha. Chúng ta có thể request xem bản vẫn đang trống đúng không ạ. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành cài đặt để xem sau khi chúng ta chạy thì lúc này cơ sở liệu nó còn trống hay không ha. Thì chúng ta sẽ thiết lập cái title size của chúng ta là cái gì, ví dụ như chúng ta đặt tên nó là MyLog chẳng hạn. Cái này là những cái ban đầu thôi, không vấn đề gì đâu. Rồi cái này bạn cứ đặt theo cái tên của bạn. Cái này thì mình nên đặt mình đặt cho nó password để có thể vào trong cái website và quyền quản trị của mình đó. Rồi email, chúng ta có cần là email hay không. Rồi sau đó chúng ta bắt đầu quá trình install. Thì khi mà install đó là lúc này cái cơ sở liệu WordPress sẽ được cài đặt. Rồi bây giờ chúng ta hãy xem nhé, chờ trong giây lát. Rồi bây giờ nó đã tạo thành công, success là tạo thành công. Sau đó chúng ta hãy xem. Đấy, thì lúc này á, cái cơ sở liệu WordPress mà chúng ta nãy tạo ban đầu nó rỗng, nhưng bây giờ sau khi mà install xong là nó đã thêm cho chúng ta tất cả những cái dữ liệu mà cái website WordPress nó cần. Rất là nhiều dữ liệu, 12 bảng và có tiếp đồ ngữ là WP như các bạn thấy trong cái lúc mà chúng ta cấu hình cài đặt. Rồi, bây giờ thì chúng ta login vào trong cái WordPress. Ok, chúng ta hãy nhớ cái username và cái password của chúng ta hồi nãy là mylog123. Rồi, chúng có thể remember được. Login vào. Ok, như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công về cái website WordPress. Thì đây chính là một cái website. Đây chính là một cái website mà chúng ta lát nữa sẽ sử dụng để tạo thành một cái website như chúng ta mong muốn. Thì khi mà các bạn hiểu cái bản chất, cái cốt lõi WordPress chính là bản thân nó là một cái website. Thì nó cho chúng ta xây dựng sẵn như chúng ta code những cái mẫu biểu rồi để cho chúng ta có thể từ đó chúng ta chỉnh sửa cấu hình tạo thành một cái website riêng của mình. Như vậy nếu như bạn có bao nhiêu cái dự án, bao nhiêu cái dự án website thì bạn sẽ cần thực hiện đúng như vậy bấy nhiêu cái dự án. Đó là bản chất của WordPress. Chúng ta sẽ gặp video sau để có thể tìm hiểu sâu hơn về việc cấu hình cái website sau khi chúng ta cài đặt xong WordPress.